Trang xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món ức mỡ cá kho tiêu nha. Sáng nay đi chợ thì mình có mua được một mớ ức cá hồi đó các bạn, hay còn gọi là cái phần lườn của con cá hồi đó, rất là ngon nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ cho một củ hành tím vô trong cái thố, mình cắt nó nhỏ nhỏ ra nha, để mình giã cho nó dễ nha. Tỏi thì mình dùng một tép nha các bạn. Rồi ớt ở đây thì mình dùng nửa trái ớt sừng nha, cho nó có cái màu đẹp và vị cay thì nó không quá cay. Rồi bây giờ mình sẽ giã nát cái phần này nha. Phần hành tỏi ớt mình đã giã nát rồi, bây giờ mình sẽ múc ra nha các bạn, múc ra một nửa, mình chừa lại một nửa nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho gia vị vô luôn nha. Hạt nêm mình cho vô nửa muỗng canh, 3 muỗng canh nước mắm, đường mình sẽ cho vô 1 muỗng canh, tương ớt mình cho vô 1 muỗng canh nha, tiêu xay mình cho vô 1/4 muỗng canh. Rồi bây giờ khuấy đều tất cả các gia vị này ha, cho nó hòa đều lại với nhau. Mình cho trong chảo một ít dầu ăn nha. Rồi tiếp theo mình sẽ cho vô đây 1 muỗng canh đường để mình thắng nước màu. Khi mà mình thấy cái nước đường nó bắt đầu chuyển sang cái màu hơi vàng thì mình sẽ cho cái phần hành tỏi ớt vô, chỉ cho nó thơm lên ha. Mình kho cá mà mình thắng cái nước màu với mỡ hành như vậy đó các bạn, nó rất là thơm nha. Rồi lúc này mình sẽ cho cái lườn cá vô. Nhưng mà ở nhà các bạn ăn bình thường thì mình có thể cắt ngắn ngắn ra cũng được nha. Ở đây mình thích để nguyên một cái lườn dài như vậy á, nhìn cho nó kiểu nó hấp dẫn hơn. Mình đảo cho nó hơi săn nhẹ xíu nha các bạn, cho nó thơm cái phần ức mỡ nè. Rồi cái phần ức cá của mình á, nó bắt đầu nó hơi săn rồi, mình sẽ chế cái nước gia vị vô. Mình sẽ chế vô thêm khoảng 4 muỗng canh nước nha. Cá hồi này rất là mau chín nha các bạn, cho nên là mình kho thời gian nó cũng rất là nhanh nha, không có quá lâu đâu. Giờ mình sẽ kho tầm khoảng 10 phút nha, để cho cái phần nước này nè nó kẹo, nó sệt sệt lại á các bạn. Lúc kho thì mình sẽ để lửa vừa thôi. Mình kho được khoảng 5 phút đó các bạn, mình sẽ trở cá nha, để cho nó chín đều hai mặt nha. Rồi lúc này thì cái phần ức cá của mình nó cũng đã chín rồi nha các bạn, rất là thơm luôn á. Rồi cuối cùng mình sẽ cho hành lá với lại ớt vô. Wow, hấp dẫn quá các bạn ơi, rắc thêm ít tiêu xay lên nữa nha. Kho tiêu thì phải cho tiêu chứ sao. Rồi giờ mình sẽ tắt bếp nha. Nhìn cái ức nào ức nấy á, nó ngon hết sợ luôn á các bạn. Đây nè, trời đất ơi, quá xá chi là hấp dẫn rồi. Đây mình sẽ ăn thử miếng này nha. Đây các bạn nhìn cái miếng cá nè, ôi ôi, nó vừa có nạc vừa có mỡ các bạn, ăn nó béo béo rất là ngon nha. Wow, rất là ngon luôn các bạn ơi. Cái vị cá kiểu như là nó rất là đậm đà nè, rồi béo béo, thơm thơm, mặn mặn, ngọt ngọt, hết sảy luôn nha các bạn ơi. Chúc cho các bạn ăn ngon miệng với cái món ức mỡ cá kho tiêu này nha. Và video của mình đến đây cũng hết rồi. Thành phần nguyên liệu mình sẽ để trên màn hình để các bạn dễ tham khảo hơn nha. Các bạn hãy comment ý kiến, like, share để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn, bye bye và hẹn gặp lại.